Thưa quý vị và các bạn, biển miền Trung nói chung và biển Hà Tĩnh nói riêng thì đang hồi sinh. Điều này không chỉ được minh chứng bởi những kết luận khoa học mà còn ở sự sinh sôi và phát triển của các loài tôm cá. Vâng, và trong những ngày đầu năm 2017 thì ngư dân Hà Tĩnh cũng đã có những mẻ cá đầy khoang. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Không cần phải vươn khơi dài ngày, giờ đây ngư dân cũng có thể kiếm tiền trăm, tiền triệu. Với những nghề đánh bắt đơn giản gần bờ như câu, lưới, chỉ với chiếc thuyền nhỏ này, mỗi ngày bà Nguyễn Thị Tâm cũng có thể câu được tới hàng chục kg cá. Một ngày mà máy thì có được vài triệu, người thì vừa vài trăm, ba trăm nữa, máy mừng được cả. Nên là cái vài ba triệu là thỉnh thoảng thôi. Theo xác nhận của ngư dân và các nhà chuyên môn, thì sau một thời gian gián đoạn đánh bắt vì sự cố môi trường, giờ đây rất nhiều loại cá tôm đã sinh sôi với mật độ dày đặc. Theo thống kê, trong tháng 12 năm 2016, sản lượng đánh bắt hải sản toàn tỉnh Hà Tĩnh là 1.600 tấn, nghĩa là bằng với sản lượng của những tháng trong mùa đánh bắt cao điểm năm 2016. Và với niềm vui của ngư dân, không chỉ là những mẻ cá đầy khoang, mà quan trọng hơn là hải sản giờ đây đã được thị trường chấp nhận. Giá bán dù có thể chưa được sự tương xứng, nhưng việc đánh bắt đến đâu tiêu thụ đến đó đã thực sự cởi bỏ được áp lực cho người dân. Công đoạn đầu tiên là chúng ta bắt đầu một dưa lưới. Sau khi mình chân lên thì nó rất là đẹp. Đây là cái máy để tạo ra viên xô. Cái này là làm bằng từ sữa nha quý vị.